là mình có cái mình muốn hồi. Thì tại vì nếu nghĩ là hồi đó mà ông coi dân số Việt Nam mình á, là hồi đó là chỉ có 20 triệu thôi. Tụi con học địa lý thì nó dân số Việt Nam có 20 triệu thôi. Thì sau này lên tới 100 triệu thì mình là nhân dân là luân hồi vô số kiếp. Tại sao cũng không có bao nhiêu người đó rồi luân hồi luôn, rồi lại ra là một số người nhất định. Và tại sao bây giờ lại tăng lên rồi lại giảm xuống như vậy? Thì những linh hồn đó đi đâu? Rồi tại sao có sự trồ sụp suy nghĩ đó? Con không hiểu. Hồi xưa thì con không có tin là mình có luân hồi. Nhưng mà con có một cái giấc mơ là như vậy. Là hồi đó con nằm mơ con thấy ông Táo. Ông Táo là đội cái mũ á, rồi cái con thấy ngọc hoàng, mà con hồi đó là con hay đi chùa thôi, ba mẹ con dắt đi chùa, thì con không hiểu tại sao mình thấy ngọc hoàng mà mình không thấy Phật, rồi cái câu hỏi đó thắc mắc con hoài tới bây giờ luôn. Thì khi mà sư phụ con coi được cái clip của chú Lâm mà con cũng sư phụ á, con theo luôn tới bây giờ luôn, thì con biết là có sự luân hồi, nhưng mà con có biết là mình phải tu tập, mình phải thiền định rồi mình giúp mọi người nữa. Nhưng mà con không hiểu được là tại sao cái luân hồi đó là nó lên rồi lại nó xuống, cái hay như là tỷ số dân hồi đó là rất là ít, tại sao bây giờ lại càng tăng, rồi bây giờ dịch bệnh như vậy thì lại giảm xuống nữa, rồi là làm sao đó? Con không hiểu. Giờ con thích tăng là thích giảm nhỉ? Con không biết, con muốn rằng là thế giới này nó hòa bình, tăng hay giảm không phải là vấn đề. Nhưng mà nói là nhiều nhân gian thì có nhiều cái tội lỗi như vậy, tại sao mà dân số như là cha mẹ cho đầu thai lên. Giờ con kiếm tiền dài, thằng Hít Lê với thằng Mai Dịch Đông em nó giết lần 60 triệu người giảm lẻ lắm. 10 thằng thôi. Nhưng mà con không muốn, sư phụ, nhưng mà tại sao mà con nói là hồi đó mình học về dân số thì rất là ít, các nước đều ít, mà tại sao cái này lại lên tăng lên như vậy? Chung vô rồi là giải thích về nha. Chúng ta 8 tỷ người. Hồi xưa mình không có tới 8 tỷ người. Dân số của miền Nam trước 75 khoảng như ta 17 triệu người. Miền Bắc phải hai mấy triệu người, có ba mấy triệu. Mới có 50 năm mình tăng lên gấp 3 lần, đúng không? Trung Cộng hồi xưa nó có mấy trăm triệu, hôm nay nó 1 tỷ tư. Ấn Độ hồi xưa dưới 1 tỷ, bây giờ hơn 1 tỷ mấy. Càng ngày càng tăng. Càng ngày trái đất càng không có đồ ăn. Thì làm sao nhân loại sẽ đi đến ngõ cụt sao? Không phải. Bề trên đều có cách. Chúng ta đó ăn nhiều chừng nào chúng ta ngu chừng đó. Tại vì mình lo bận rộn với ăn rồi cứ đi tiêu quá, rồi cứ đi lo nghĩ ăn không à. Quý vị nên nhớ là có những người á, tối ngày cứ đầu cứ suy nghĩ, vừa ăn xong bữa cơm á, nghĩ ngày mai tôi ăn món gì, đồ gì ngon. Có nhiều người sống chỉ vì ăn đó. Họ biết rất là nhiều. Họ nghĩ họ có tiền, rồi họ nghĩ nhà hàng nào ngon, nhà hàng nào đó. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Cứ đói, đụng gì ăn đó, có gì trước mặt ăn tới đó. Mình sống để mình sanh, mình học hỏi cái trí tuệ, tăng trưởng để mình về trời. Còn nếu mà cứ nghĩ ăn hoài, đố các con mấy người đó sẽ thành gì? Ngạ quỷ á. Tại vì ít nhiều họ cũng ăn đồ ngon, là mấy con sống là bị nghiệp. Rồi cái cổ con mà nó lại cái à, cái bụng gì nè, ăn bao nhiêu cho đói. Mỗi lần sư phụ mà cúng tuốt trong góc này nè, con ngồi xuống đây, tuốt trong góc là nó tới nó ăn hoài đâu biết no đâu. Giờ cái cổ nó chút xíu nó nuốt cơm không được, nhưng mà cái tưởng giác của nó đó là ham ăn, thì sống như là ngạ quỷ. Người ích kỷ cũng sẽ thành ngạ quỷ. Tới họ không có làm chuyện gì có tội nhiều, nhưng mà họ, cha mẹ chư Phật cho mình cái xác phàm, mục đích không phải là ăn. Ở ngoài kia, trong cái không gian một chút xíu thôi là có 80 tỷ cái vong hồn. Còn xác phàm mình, người trên cái quả địa cầu này, dân số người ta đếm roughly được á là 8 tỷ. Cho nên những vong hồn á, nó muốn đầu thai mang kiếp người lắm. Một người mà vừa mang bầu á là biết bao nhiêu vong hồn nó nhào tới để nó dành nhào vô để đầu thai. Nhiều lắm thời nay. Cho nên những đứa con mà nó ra đời con của mình á, nhiều lúc nó đâu phải con của mình đâu. Nó chỉ mượn bụng mình chui ra để nó quậy mình á.
có nhiều lắm. Rồi những cái dông, những cái thành tinh ở ngoài kia, tam thiên đệ thiên, cái những thành tinh hiện giờ cũng đang tận thế. Những thành kiên tinh kia nó không có phước là gì? Nó không có thiên tử đầu thai, nó không có được cha chiếu cố như trái đất này, nó không có được Phật đầu thai xuống, nó không có được chư thánh chư Bồ Tát đầu thai như nước Việt Nam. Nước Việt Nam là một nước có đại phước của mấy trăm quốc gia trên quả địa cầu này. Những cái thành tinh ngoài kia đang hủy hoại thì chúng sanh ở những thành tinh đó họ đi bay để tìm những cái thành tinh khác để họ đầu thai nữa, thì họ bay qua thành tinh này nhiều lắm. Mà bên kia không phải là sàng lọc mà sự tiêu diệt luôn. Nó cũng giống như thời mình coi dinosaur của trái đất mình vậy đó. Rồi họ dùng những cái vũ khí tối tân, họ hủy hoại nhau, rồi cha cũng cho xóa luôn, để cho những cái thần hồn đi những cái nơi khác, có cuộc sống khác. Ở cái trái đất này, hôm nay mình còn ngồi đây, qua cái bệnh Covid này, mình phải trân trọng là đại phước, là cha từ bi. Trong kinh Sấm Đức Thầy có nói, cha đã phán rồi, nhân loại thời nay ác quá, đúng không? Có một thằng con nó khóc là thiệt á. Nếu không Đức Thầy không có viết trong thấm cơ vậy đâu. Mà bây giờ cho vô hỏi là cũng là thiệt á. Thì mình mới còn ngồi đây, thì mới đẻ ra mấy cái thằng khao đi nè, để nó bày cái núi mình. Con thấy nó lấy ăn báo quán không? Vô minh mà. Bởi vì khi mình làm gì mình thi ân bắt cầu báo, chứ không bây giờ kể công với mấy tụi nó. Bây giờ thụ ra bữa ngồi họp với nó, hỏi cái Trang là đi, thôi đâu có nói cái trái đất này được cứu là nhờ tao. Mẫu là mẫu mà của là bà nữ thần tự do nói chuyện với phụ hoài à. Cái quốc gia này không có chia Mỹ trắng như Mỹ đen, không có chia làm đôi là cũng là nhờ tao. Mình không có nói vậy được, nói gì chắc nó đuổi mà khỏi phòng họp, phải không con? Đá thích mình. Nhưng mà thiệt không à. Càng ngày cái dân số nó càng đông. Trong tương lai nhân loại của mình, bây giờ con nghĩ nhẹ, làm sao mình có đủ đoàn. Con nghĩ hồi xưa đó, cách đây trước 75, đâu có ai bây giờ nghĩ ra giống như mình nuôi cá hồ, tôm. Không, mình phải đi đánh ghe, đánh cào á, nhiều lúc cả chục chiếc vô cào chưa được, chừng 3 cần xé nữa. Mà giờ nuôi tôm cứ vớt lên, nuôi tôm con là vớt lên. Thấy là con người khôn hơn không? Văn minh hơn rồi đó đúng không? Cá thì cũng vậy đúng không? Bây giờ chỉ có gạo lúa, bây giờ con thấy Ấn Độ không? Nó cách nó trồng cực kỳ siêu giống như Ukraine cũng vậy. Cho nên lương thực nó lại tăng hơn nữa. Thì ở trên tất cả những cái mà công thức và những cái mà để đáp ứng cho qua địa cầu này, trong tương lai khoảng 30 tỷ người á, vẫn có đoạn. Nếu chúng ta đừng giết nhau, đừng đánh nhau, chúng ta đoàn kết lẫn nhau, sống ở một cái thời hoàng kim. Mình nói giả sử mỗi một năm thằng Mỹ nó bỏ ra mấy trăm nghìn tỷ, nó lo suy nghĩ chế vũ khí. Không, nghe là cũng vậy, mày chế tao chế, Kim Jong Un nó để cho dân nó đang đói mà nó vẫn bắn qua tiễn dù dù. Con biết nó bắn một cái nó có thể nuôi dân nó cả mấy tháng, mà sao nó vẫn bắn hoài vậy? Là vì nó không có lòng tin lẫn nhau, nó nghi kỵ lẫn nhau. Ở thời Phật Di Lặc xuất hiện, những cái thời sắp xảy ra không còn mấy cái đó nữa. Thì những cái tiền mà gọi là phí, cho nên tiền mà chế vũ khí á, chỉ cần lấy 10% hiện giờ tụi nó xài thôi là có thể chế tạo ra lương thực, có thể chế tạo ra đồ ăn khủng khiếp để nuôi cả quả địa cầu này. Đâu ai chết đói. Chúng ta chết đói, Việt Nam sắp chết đói, Tàu sắp chết đói là gì? Chúng ta đánh nhau vậy nghe. Nước Ấn Độ nó không có viện trợ lương thực này nọ, thì những cái nước mà bắt đầu chuẩn bị chiến tranh họ đâu có dồn nỗ lực để mà làm nhà nông. Như nước Việt bây giờ, thằng Trung Cộng nó muốn đồng hóa nước mình, nó chặn 14 cái đập. Nếu mà nó đừng có cái lòng tham, đừng có cái tính toán xa mà mưu mô hiểm ác, thì nước Việt mình hôm nay á, là cả cái đồng bằng sông Cửu Long, bao nhiêu tỉnh miền Tây làm biết nhiêu lúa gạo, có nghĩ không? Rồi tại sao mình phải làm như thế? Thì khi mà mình đã làm như vậy thì tự mình diệt chủng cái trái đất của mình. Rồi tự nhiên mình ở đây không yên, đi lên trên Bắc Cực phá băng tiết. Cái băng tiết nó cũng có cái tốt của nó, để mà giữ cái mực nước của cái biển, rồi giữ cái nhiệt độ của mình. Hôm nay á,
nó đi làm tùm lum hết chung cộng á, xuống Nam Úc nữa, rồi nó đốt hang đá đó để mà làm cho lũng cái bò gòn của mình nữa, làm bao nhiêu chuyện nghịch thiên như vậy thì làm sao nhân loại tồn tại được. Cho nên từ đó Bill Gates mới cấu kết chung cộng tạo con Covid năm 2019 để mà làm cho dân số giảm sút, nhưng mà không có nghĩ một cái đường hay hơn để làm cho dân số tăng lên mà ai cũng thấy bình, đó là không có còn tham, không còn độc tài, không còn tính, không còn chế vũ khí. Sao mình không giỏi chế một chiếc spaceship đi qua ngoài không gian trúng nhau đi, mình đi chế vũ khí mình đánh nhau làm gì, mình cùng ở ngoài địa cầu này. Bây giờ mình nói giả sử nha, thằng Trung Cộng nó nẻ qua Mỹ, qua Hawaii hay là qua Cali này một cái bom nguyên tử, bom Mỹ nó nhịn hả, nẻ là 10 trái, cứ nghe là Á Châu cũng tan banh, Mỹ Quốc cũng tan tành, tàu vận chuyển ngừng hết, hàng không mà đi về hai bên cũng ngưng luôn, vì ai chết đói? Cái thằng bấm nút nó đâu chết đói đâu, dân mình chết đói đúng không? Cho nên tương lai của địa cầu này thời vàng kim á quý vị, nó nhiều dân số lắm, không phải 8 tỷ đâu, nhưng mà dân hiền nha, hiền lắm. Rồi tuổi thọ của chúng ta lại tăng là vì sao? Là vì mình đã biết được bệnh Covid, mình đã trị được Covid. Những cái bệnh gì mà hiểm độc nhất, dễ chết nhất, giống như ngày xưa có ai nghĩ là bệnh SIDA chữa được không? Cuối cùng rồi hôm nay mình cũng chữa được đúng không? Hồi đó là ghê gớm nhất, ai nghe tới cũng ớn hết trơn á, nhưng mà đâu có ớn bằng Covid. Bây giờ là mới cách đây 2-3 năm mình có dám ngồi kiểu này không? Không đúng không? À, cái bệnh này là bệnh cực kỳ là ghê gớm nhất của cái thời đại mạt pháp này, là nó thới quả bom nguyên tử, nhưng mà mình cuối cùng cũng vượt qua. Mấy gì từng rồi nói rồi, mưa thần gió quạt nghĩa là Covid cũng qua luôn á. Trong những cái thời đại sau này, dân số ở đây tăng, nhân loại không có như nhân loại thời nay, hiền lắm, không có cái sự kỳ thị lẫn nhau, không có sự hơn thua, tranh giành quyền lợi hay là đi lấn đất giành dân nữa. Những cái câu hỏi tăng dân số, xuống dân số. Thôi chuyện rồi. Phải không? Mình trả lời rồi phải không? Ơi, còn câu nào nữa không? Áo đỏ ăn đẹp quá ha, nhìn giống mình tiên nữ áo đỏ. Sư phụ. Con. Sư phụ, ở trong cái câu mà sám hối đó, có cái câu từ Thượng Đế xuống Hồng Trần, tất cả 96 vạn ức thiên căn. Như vậy thì cái thiên căn là cái gì thưa sư phụ? Linh căn chứ không phải thiên căn. Linh căn. Linh căn là linh mỗi căn. Ông người là chính xác nữa là nói là lúc mà đó là của cao đài, tôi không có rành gì cao đài, mà đại cao đài cũng là cha đúng không, cũng thờ thiên nhãn là con mắt đúng không, là nó là mắt Thượng Đế, nhưng mà mắt của con Thượng Đế hay mắt của ai mình đâu biết. Thì cha gả xuống thế gian vậy đó để mà học hỏi để về trời, là 96 vạn ức người chúng ta này. Có, tại vì khi mà xuống trái đất, cái vong hồn cũng là dân số, tuy là họ không có mang thân người, nhưng mà họ cũng là đang lẩn quẩn trong cái quả địa cầu mình. Không thành mấy con heo, con chó cũng là một chúng sanh đúng không? Giờ con ngồi con đếm đi, con có đếm được con ông bao nhiêu con ông không? Con có thấy thành phố New York hôm nay biết nhiêu chuột đúng không? Đó, dân số New York nhiêu người ta? Mình cho giống như 20 tỷ, chuột nó gấp 10 lần thì nó nhiêu con ta? Ê, 20 triệu, chuột gấp 10 lần là 200 triệu đi, thì 200 triệu chúng sanh nó cũng là 96 vạn ức thiên căn, cũng linh hồn nha. Thì mình mới tính luôn loài thú nữa. Rồi Africa nó đẻ ra con thấy quá trời luôn. Ăn vậy, nhau rồi giết chỉ nhau. Chỉ có ở đi cầu thôi chứ không có tính luôn mấy cái chỗ khác hả? Dạ. Chỗ khác thì qua bển hồ mới biết được. Đầu kiếm này đầu hai ngắn ngủi quá, mới có nửa gió thoảng thôi.
để biết trả lời nhiều. Tôi chỉ biết là kiếp này thời Phật Di Lặc, thời vàng kim, là sư phụ với đức thầy là người sẽ đưa hết 96 vạn đức linh căn để về trời đó, mà quân số mà ít là sư phụ về trển bị cha ký đầu đó, là giống như thất chức đó. Còn xuống ăn hô lộ á gì, có thân chức sân sao không? Có là thức chắc không, không có con hô lộ con múc ruột con cho. Cho nên kỳ này gắn về đông đông nha, để cho sư phụ được khen chứ không gì chứ. Cho con xin hỏi một câu sư phụ. Thưa sư phụ, mấy cái clip trước á, sư phụ có nói á, là tụi con họ Thiên á, được sư phụ vẽ trên trán á, là rất là may mắn, là nếu mà tụi con lỡ mà có làm gì mà ở dưới địa ngục thì sư phụ cũng sẽ đem tụi con lên. Thì con này con nghĩ như vậy nè, tại vì hình không phải dễ như vậy. Cái này con nghĩ nha, tại vì thí dụ á, con là người đi xài cái bad credit, con cà thẻ quá nhiều, con phải trả hết cái nghiệp của con, sư phụ mới đem lên con lên được. Tại vì con sư phụ đâu có trả giùm con nữa. So that's why con nghĩ là con phải đủ cái good quality, con tức là con phải là người tốt, sư phụ mới đem con lên được. Tại vì cỡ nào con phải trả hết cái nghiệp của con thì con mới được theo sư phụ. Chứ nếu sư phụ đem con lên tự dưới địa ngục thì đó là sư phụ trả giùm con cái debt. Sư phụ sẽ phải trả hết tất cả mọi người, là sư phụ sẽ bị bankruptcy. Dạ còn cái nữa, tại có lần sư phụ. Con nào trả câu đó đi. Dạ rồi. Để trả lời câu của con. Thứ nhất, sư phụ có khả năng đó thiệt. Nếu không, sư phụ không có đem ông Thiên Ánh, ba của ông Trang thành như vậy, đặt tên nhỏ. Thứ hai, má của Trinh cũng không được. Ít ít thì ok, mà tùy theo đứa. Từ khi trường hợp thế bây giờ ở trên kia, tại sao Đức Phật có thể xóa tội cho Ngài La Sát giết 999 người được, đúng không? Chỉ còn quay đầu, con quay đầu, sư phụ là một cái tiếng nói cũng nói chào đệ tử con hồi xưa dưới trận làm thơ hay lắm, chẳng lỗi lầm chút rồi xóa, ta xóa cái là xong, có nghĩa là ngày mai mình sáng hối lại vậy. Cho nên at the same time, sư phụ dạy mấy con cách process để khi sư phụ có về trời ở vị trí thế gian mấy con cũng phải biết để sư phụ giúp được. Nhưng mà mấy con phải tự lực, là phải tự bò lên núi hay là lên đi ở nhà với thờ cha với lại sám hối. Khi mình có chuyện gì mình lại sám hối liền thì cái nghiệp đó xóa liền, và đồng thời cái tâm mình cũng thấy yên tâm, vui nữa. Mấy không tin mấy con làm thử nha, bữa nào mà con không giữ với chồng con đi, con đừng có nói cho nó biết. Vừa cái con thấy ái này còn xin lỗi thì mắc cỡ không xin lỗi không, con vô lại sám hối cha, bảo đảm ra là con ôm ổng con hung liền. Không phải là do con mà là vì ở trên đã xóa cái tâm con cũng cảm thấy thoải mái thì tự động ổng cũng vui lại nữa, con không cần xin câu nào, mình không lỗi cả nhà quề hết. Thì thử con nói là làm thiệt, mấy con xuống địa ngục móc về hết. Con thử rồi sư phụ. Thử hả? Quất không? Anh Long đâu? Long luôn. Dạ. Long mình đâu? Nhiều khi là ảnh làm cho con giận lên. Mà con hồi xưa là con rất là sân si luôn sư phụ. Con là một người rất là nhiều tội lỗi sư phụ. Nhưng từ ngày mà con biết đến sư phụ tới giờ với lại mọi thứ, con anh đang sám hối và con rất là tương đối là khác hơn hồi xưa. Tương đối hồi xưa. Dạ cho nên nhiều khi ảnh làm cho con giận lên thì con chuẩn bị con sân lên. Nhưng mà con nhịn. Con đi vô phòng cha mẹ con lại. Mẹ ơi con chuẩn bị sân si, con không biết làm sao. Xin mẹ đổ cho con. Rồi con cứ vậy mà con lại. Thì tự nhiên con lại xong rồi á, thì tự nhiên con có một cái điện. Giống như có một cái gì đó chỉ vô đầu con nói à, con hiểu rồi. Cũng giống như là mình tự dẫn lên rồi mình tự sám hối rồi bắt đầu mình tự nhận định ra cái đó là cái sai của mình, và mình khi mình xong rồi mình đi ra thì mình không còn dẫn người đó nữa. Và con đã thực hiện rất là nhiều, không phải chỉ riêng với anh Long mà con thực hiện với tất cả
đôi khi những bạn hiểu của con hoặc là những người chung quanh con, đồng nghiệp con thật sự là một người tội ác rất là nhiều luôn. Bao nhiêu mấy chục năm nay con không thể nào tả được, hôm nay con sám hối. Mình làm vô cảm động quá, cái đệ tử này gió tay lên đệ tử này nhé, quan lên thế nào cũng được về ha, cái bộ về được cha khen biết mấy. Dạ con hùng hồi sáng thì con cũng sám hối với Long mẹ. Long rồi vô không giận. Con cũng sám hối với mẹ, con cũng xin mẹ xin cha. Mấy dạ, con bắt trước cái này á, là bài học cho mình á. Con nguyện là con nguyện đời này con sẽ theo về với sư phụ. Quyết định vậy nha, vỗ tay. Đó thì cha chỉ cần vậy thôi. Còn chuyện quá khứ, trước khi gặp sư phụ mấy con là sao cho họ đều hiểu hết. Thu cũng đã từng như vậy. Đúng, Thu không có làm những chuyện gì tội lỗi, nhưng mà sư phụ cũng từng là giống như sống ở đây một mình một coi mà. Thu cũng từng được một đống mễ được nó quýnh đó, đó. Tại nó cứ hiếp mấy con gái Việt Nam mình đi học á. Thì sư phụ cũng có cái lỗi đó. Hồi xưa chùa lập cái đội đá banh thì cứ ra đường đằng nào nghiếc người Việt Nam là tao rượt mày à. Thì cũng là sân si đúng không? Nhưng mà sau này mấy vị nói cái đó cũng là một phần đạo nghĩa, mình mới làm được chuyện đó. Lỡ như có súng nó bắn cái hồ thì sao? Nhưng mà mình thấy nó hiếp người mình chịu không nổi. Thì cái đó cũng có lỗi, bây giờ kêu thụ làm hồi khỏi. Quýnh tao là cho quýnh luôn. Thì đại tử này rất là làm gương cho các con họ thiên đó. Tốt quá. Nên nhưng mà sư phụ hứa sao vô làm đúng. Phật Bồ Tát không có gạt chúng sanh, Đức Thầy không có gạt mình. Những gì trong kinh điển Đức Thầy nói mấy con nên học. Những gì sư phụ nói là thiệt. Tất cả họ thiên sư phụ cố gắng đưa về trời hết. Nhưng mà người ta ỷ lại mà được. Mình có ỷ lại. Tại ỷ lại thì khó khăn với sư phụ một chút, nhưng mà thù sẽ dìu dắt. Thí dụ như nha, Kim Bản đi còn trẻ, thù 30 năm nữa thù về trời nó cũng còn ở đây ít nhất cũng 60 phải không, thì 30 năm đó ít nhiều ấy thù cũng xuống coi Kim Bản làm gì, lúc đó cũng bà già 60 tuổi rồi, nhưng mà chưa chắc bà già 60 tuổi là hoàn chỉnh đúng không. Làm sai thù cũng giảm mặt nữa thường thì đại khái nó có cái đó. Thì những gì thụ hứa thì thụ cố gắng làm, không làm được thụ cũng xin, nhưng mà mình phải tự đốt đi á.